Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tiết lộ thay đổi từ khi ghép thận. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương phát bệnh suy thận trong lúc tưởng như tuyệt vọng. Vào năm 2012, thì ông được một thanh niên 36 tuổi hiến tặng cho một quả thận sau khi qua đời. Nhớ đến ơn nghĩa đó nên nam nghệ sĩ quyết sống một cuộc đời ý nghĩa cho chính mình và cho cả ân nhân cứu mạng. Khôi Nguyên Vọng Cổ Đình Đám cho biết không hiểu vì sao, nhưng từ sau khi ghép thận thì cảm thấy bản thân luôn có một nguồn năng lượng dồi dào tươi trẻ hơn trước rất nhiều. Có những việc, những mong muốn trước đây ông nghĩ đến nhưng không dám làm thì bây giờ luôn cố gắng để hoàn thành. Tôi không hiểu sao mà từ sau khi ghép thận, mọi người xung quanh nhận xét là tôi đổi tính nhiều lắm. Như hồi trước tôi rất là ít nói thì bây giờ tôi lại đột nhiên nói nhiều hơn, hoạt bát hơn hẳn. Những sự thay đổi đó, chính tôi cũng thấy là lạ, bất ngờ và không thể lý giải nổi. Minh Vương tiết lộ, việc trải qua cảm giác sinh tử cũng khiến tình cảm của các thành viên trong gia đình ông được thắt chặt hơn, trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau nhiều hơn. Khi được nhắc về vấn đề có muốn ra hồi ký như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hay nghệ sĩ nhân dân Kim Cương không, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương thẳng thắn trả lời là không thể. Ông trình bày, tôi chỉ có ý định lưu lại hình ảnh thôi, tại vì thời gian mấy chục năm tôi lưu giữ được rất nhiều hình, giữ rất kỹ. Tôi chỉ muốn giữ hình ảnh chứ không có đủ sức tìm những tư liệu khác để thực hiện hồi ký như kiểu của Lệ Thủy, tại vì cô Lệ Thủy từng có đứa con ủng hộ, giúp đỡ nhiều cho cô ấy, còn tôi thì chỉ có một mình tôi, nên tôi nghĩ không có đủ sức. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tiết lộ có 3 người con, gồm 2 người con gái và 1 người con trai nhưng tất cả đều không nối nghiệp ông. Mấy đứa con tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tôi cũng không buồn khi con không theo nghề, mình để con tự chọn hướng đi. Phần nữa bản thân tôi cũng không muốn con theo nghề vì thấy quá là cực khổ, nghề này thăng trầm cực khổ lắm. Nên các con thấy ý tôi không muốn làm thì cũng nghe theo, chọn nghề khác. Giọng ca cải lương có thâm niên 60 năm trong nghề bật cười nói, ông kể vì không muốn con theo nghề nên từ nhỏ cũng không tập cho con ca hát gì. Do đó không ai bộc lộ tài năng âm nhạc thiên bẩm. Thời gian giãn cách xã hội, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương buộc phải ở suốt trong nhà và bị hủy hàng loạt show diễn đã nhận trước đó. Lý do là ông có bệnh lý nền nặng nên bác sĩ khuyên ông nên ở nhà và hạn chế tiếp xúc trong giai đoạn này. Nói về phong trào ghi danh hiến tặng sau khi qua đời tại Việt Nam, thời gian vừa qua rất được mọi người và giới văn nghệ sĩ ủng hộ. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cho biết cảm thấy rất vui mừng vì bản thân ông cũng từng là một người bệnh mòn mỏi chờ đợi được cứu sống, nên ông hiểu việc hiến tặng phục vụ cho y học là một nghĩa cử cao quý và nhân văn như thế nào.